Hiện tượng tảo tàn, nước trong, cách xử lý. Nguyên nhân tảo tàn và ao thiếu tảo gây nước trong. Nguyên nhân của hiện tượng tảo tàn. Do người nuôi ít khi cắt tảo định kỳ khiến tảo già hoặc mật độ tảo dày. Do mưa đột ngột, cũng có thể do mưa kéo dài hoặc nắng nóng kéo dài làm hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm. Do thiếu ánh sáng trong ao, do mưa kéo dài hoặc trời âm u, tảo không quang hợp được và bị lụi tàn. Do người nuôi hay quen cắt tảo bằng quá chất hoặc sử dụng quá chất xử lý nước quá liều cũng gây ra hiện tượng tảo tàn. Tác động của tảo tàn hay còn gọi là rớt tảo. Khi tảo tàn, oxy giảm và pH ngay lập tức hạ thấp, lượng chất hữu cơ tăng lên đột ngột, tiêu thụ một lượng lớn oxy hòa tan, khí độc sản sinh và vi khuẩn tăng lên nhanh chóng. Lưu ý, khi tảo tàn thì nhanh chóng cắt giảm 50-60% thức ăn, tạt vôi để duy trì độ pH, chải quạt gom chất hữu cơ về khu vực giữa và xi phong bùn đáy giữa ao, thay nước mới. Kết hợp sử dụng các chế phẩm vi sinh, phân hủy chất hữu cơ để làm sạch nước, giảm H2S và gây tảo lại để ao có màu. Này nhức sáng tôm chết nè. Đóng con tôm đóng gì nó bị nhiều. Nhiều đúng rồi, ngày hôm qua là nhiều, ngày hôm qua hai mấy con không? Rồi sáng này mưa hôm qua rồi sáng này có 4-5 con à. Bé hát. Bây giờ 7.5. Đâu cao đâu. Khi đọc là không đạt 3 không có. Mà đâu 2 cũng đâu có. Ờ. Chỉ có hát hay hết. Sao là thằng hay hết á? Đang sợ thằng đó đó. Là tới 100 luôn, hơn 100. Sáng giờ lùm nửa ký hả? Nắng rồi mưa mà sao chưa nữa? Coi chết tỏ nè. Đâu lụm con này kìa. Xích thằng này lụm này kìa.
xúc nó lên đi, hồi tới bên xa. Nói bơi lợi lợi vậy.